định bảo quay nốt cái video ấy thôi, nhưng mà đây là cây tha la, cây sa la. Nó bọn này nó còn đi qua cầu qua kiếc nữa, thế là mà thời gian rảnh chả có việc gì làm, nó lưu cho các ông, còn để cho các ông có một cái nhìn nó chính hơn, tức là có những cái phản biện nó tích cực hơn. Cái thủy nó cũng bảo ấy, nó bảo là ví dụ như là đấy, mọi người đến đây thì đến theo kiểu tự do, miễn phí gửi xe, miễn phí nước uống, còn tặng cả kinh sách với cái gì gì à. Nguyên nó xin, nhưng mà đây để tôi quay cho mọi người. Đây, xong rồi để tôi nói, đây là cây sa la, cây tha la hoặc ngọc kỳ lân, cái tên có thể nó thay đổi nữa cơ. Đấy, ở miền Bắc mình thì ít, ngày xưa tôi nhập về, nhưng mà nói chung là khả năng bán ra của mình hơi chậm. Xong rồi, này, sung siếc này. Mọi người có lẽ là có một lần hoặc là rảnh lúc nào thì nên đi chùa Ba Vàng để có cái nhìn nó ấy hơn. Ví dụ như là đặt trường hợp của mình thôi, tại vì là nhiều ông tôi cũng chả hiểu là thế nào. Vào đây thì rất nhiều cặp vợ chồng xong rồi vào đây chụp ảnh xong rồi cũng ôm eo ôm miết các thứ. Tôi thấy như thế là nó không phù hợp thôi, chứ còn bản thân mọi người hay ấy, nên mạng cũng thế. Nhiều ông cũng kiểu dạy đời mình ấy, xong rồi bảo, tức là theo kiểu là muốn bảo mình theo cái ý như thế này là tốt, thế ý thế nọ là tốt. Nhưng tôi bảo là tại vì là bản thân mọi người không đặt cái trường hợp của tôi. Chứ bây giờ mà cứ tôi mà cứ nghe ông nào ông khuyên xong cũng thay đổi như thế thì không khác gì tôi là đéo cày giữa đường. Còn như cái thủy nó bảo là ví dụ như là vào đây là bao nhiêu người đây này, có phải ai cũng cúng oan gia trái chủ mới thế nọ thế kia đâu. Nhưng nói thật ra là ví dụ như là như ông Sư Minh, ông là trụ trì thì cứ cái nào xấu thì là ông phải chịu tai tiếng, cái gì tốt thì có lẽ là cũng phải cần thời gian thì người ta mới dành những lời ấy được. Dành những lời kiểu lời kiểu ca thán rồi khen hoặc là các thứ. Chứ còn thường là người ta sẽ nhìn thấy cái không được. Nó như cái cúng oan gia trái chủ thì ví dụ như bản thân mình cũng nghe qua những cái pháp hoặc là nghe qua về đạo rồi các thứ linh tinh online thôi. Thì mình thấy như thế là không ấy, thì là mình bắt bẻ vào cái không tốt của người ta. Còn những cái được thì mình kiểu mình không đến đây, nhưng mà những cái người chống phá thì người ta có quay những cái không gian như thế này xong rồi bảo là đây một mình thầy hoặc là thế nọ thế kia dựng lên một cái cơ ngơi như này, tạo ra một cái như thế này để mọi người đến nào. Trước tiên ví dụ như không vì Phật hoặc các thứ linh tinh thì người ta đến người ta vãn cảnh thôi. Thì mọi người cũng phải biết là ví dụ như cái chùa à cái gì nhỉ? Cái gì của bà gì đấy, bà Phương Hằng đấy, thì mọi người có vào có được miễn phí hay là có được ấy không? Hay là vào đây miễn phí toàn bộ như này? Có lúc đấy thì ăn quả gì đấy thì bà nhắc và bảo ơi này thế thôi, chứ còn nếu mà khuất mắt trông quay thì có thể là mọi người đi thì mọi người vặt viết cái gì thì có lẽ là không cũng không ai để ý đâu. Còn nhìn từ cái được của người ta thì biết là cái không gian nó quá rộng, xong một cái như thế này nó rất là mất công. Các bạn cứ thử mà có một cái không gian như nhà của các bạn thôi, xong rồi cái công mà mọi người chăm sóc, tức là có rồi mọi người chăm sóc làm sao nó giữ được cái hiện trạng như thế, nó đã là khó khăn rồi. Đây không liệt kê, tôi chỉ nhìn sơ qua từ lúc nãy là cũng phải gặp khoảng tầm 30-40 người làm công quả rồi. Nếu đôi khi thì thấy những cái ảnh mà người ta về người ta vãn cảnh như này hoặc các thứ này rất là đông. Nếu mà một cái ông sư như mấy ông sư ở những cái chùa mà tôi biết xong rồi nhậu nhẹt rồi các thứ linh tinh tha hóa biến chất đi thì đây cầu đấy, cầu anh hướng dẫn viên du lịch anh đi trước cả đoàn đây, như kiểu chùa ấy này, đây là ra ngoài luôn. Như kiểu chùa cái mẹ gì ấy nhỉ, cong cong nhưng mà ra ngoài ấy sợ lắm. Mình còn ít tuổi cho nên đứng ngoài này nó hơi sợ, tức là nó trồi ra ngoài ấy. Đây không gian của chùa Ba Vàng, đây nó mất sóng không ạ, sóng hơi kém, có mấy bãi gửi xe cơ, và bãi nào nó cũng rộng như kia kìa, bãi gửi xe đây.
Đây, đường đây. Cái không gian rất sạch. Không gian rất sạch. Hầu như là tôi cảm nhận là không gian rất sạch. Không có nhiều rác, không có các thứ. Rất qua trong lành, quang đãng. Phóng to ra toàn núi mới đổi. Đây là cái cầu mà nó bắc ra bên ngoài ấy. Đây này, mọi người nhìn cái chân của nó này. Cho nên với những người hơi sợ độ cao như mình là ra bên này là hơi rén. Ra bên này là hơi rén. Nhưng mà chắc cũng không làm sao đâu nhỉ. Đấy, quay cho mọi người. Với người phàm như mình mà mẹ huy động được một cái công trình như này là khó đấy. Còn phải live stream thêm khoảng chục kiếp. Đến kiếp sau nó mới đi thôi. Con cái Thủy mấy cả con thằng Khang nó bảo là nó ăn được cơm chay. Thằng Khang nó ăn được cơm chay. Xong rồi định là ở lại để ăn cơm chay. Nhưng tôi bảo thôi chiều nay. Cái gì rồi nhỉ? Gọi mẹ mày gọi thằng Khang. Ai được phân làm bên hội trưởng hội phụ huynh đây. Mình bảo bao nhiêu năm làm lớp trưởng chả được làm lớp bao nhiêu năm đi học chả được làm lớp trưởng. Tự nhiên bây giờ này đẻ con này làm hội trưởng hội phụ huynh của lớp 1A cái gì mưa đây này. Thế là nó bảo là ngày xưa nó còn làm cái gì ấy. Cũng chức cao vọng trọng lắm. Đấy người vợ mắt là mày mắt mặt. Thế không gọi mẹ mày. Con gọi rồi, mẹ đi về hướng khác. Thế thì đi đường kia. Nói chung là cảnh quan mấy các thứ là phù hợp cho mọi người đến đến tham quan. Nhưng mà ví dụ như 15, 16 tuổi thì các bạn cũng phải dặn mấy bạn nữ đi cùng với mình hoặc bạn nam đi cùng với mình. Là ở cái nơi này nó cũng hơi tôn nghiêm một tí. Tôi không nói là cái nơi tôn nghiêm hoặc là thế nọ thế kia. Nhưng mà nói chung là cái nơi này thì nó không phải là kiểu các bạn vào như kiểu công viên bình thường. Vào xong rồi ôm ấp chụp ảnh hoặc các thứ linh tinh. Những cái mà giấm rúi hoặc là đi ra sâu rồi ịch tí thì cũng chưa dám nói ở đây nhưng mà. Tạo ra một cái không gian cho mọi người đến xong rồi trải nghiệm. Mẹ mày đâu? Đi đánh hơi mẹ mày nhanh lên. Tao không kiểu này đâu, xong rồi lạc mất như này thì chết. Còn thực ra nếu mà đi như này mọi người, nếu mà muốn trải nghiệm đủ kéo không phải mất tầm hơn ngày. Đi thôi, đấy, con mẹ mày nó lại đi kia thì. Kia kìa. Kia kìa. Qua trêu nó mắt tinh tai thính mõm nhọn đuôi dài. Nhìn rất tinh. Rộng lắm, ở đây khá rộng. Cái kia nó lúc trước là lên đấy là nơi để xi măng với cái sắt thép hay gì ạ. Tức là như kiểu cái là chưa xây xong. Cái này đang xây dở không? Ông đây là ông làm công quả hay là ông làm nương, ăn nương? Công quả à? Thế ở đây là công quả nhiều lắm nhỉ ông nhỉ? Đấy. Ông đây ông bảo vệ đây, ông cũng bảo ông làm công quả đây. Đi. Thôi để hôm khác. Để hôm khác thì chúng ta ông đi làm cái này là xây dở. Ông đi làm bảo vệ đây, ông cũng làm công quả này. Kiểu hướng dẫn này, ai hỏi đường hỏi riết các thứ thì là ông ấy này. Nếu còn bắt trộm mất cắp thì nói chung là không phải là chuyên nghiệp. Đấy. Hai con chim này, Nguyên Lương này cứ đến đây làm cái gì, nơi chùa triển người ta. Ông làm bảo vệ ở đây nhưng cũng công quả đây này. Hỏi ông là ông ấy nương hay là ông được ăn nương hay là ông làm công quả, bảo ông làm công quả. Tôi làm công quả. Người ta rất lễ phép nha. Từ ông từ bà. Chắc chắn là hơn tuổi mình rồi, hơn mình chắc nó cũng phải hơn một giáp. Nói hỏi bà cũng thế. Bà làm công quả à? Vâng. Ra ngoài xã hội thì có thể là trong chùa thì người ta như thế, nhưng có thể ra ngoài thì chắc là các ông này cũng không, ông hoặc bà này cũng không ra ngoài, xong rồi vạch hình xăm rồi các cái vệt muỗi đốt, xong rồi bảo là mày biết bố mày là ai đâu không, kiểu như vậy. Người ta có trong cái này thì là con này con chào màu ấy. Đúng rồi, đúng chào màu. Nhưng rõ ràng là vào đây thế là người ta thuần dần. Có thể hồi trẻ là cũng là mày biết bố mày là ai không đấy, nhưng mà vào đây đấy
tôi hỏi thì vâng, mới dạ, vâng chú làm thế nọ thế kia. Nhưng ra ngoài xã hội chỉ cần quẹt xe một cái là cảm giác là điếu cày đã chuẩn bị vung lên rồi đấy. Không, vào đây có thể là các bạn sẽ thấy là cuộc sống nó nhẹ nhàng đi. Người ta còn ở ngoài kia còn con cái còn học hành rồi còn bao nhiêu thứ. Người ta vào làm công quả xong rồi. Đây bàn đá đây. Bàn đá nha. Tôi đi kiểu đang đi ở dốc cho nên các cái ấy thì nó có thể nó không quay cho mọi người, sợ là mọi người ơi. Cái này như kiểu là nhà khách hay cái gì ấy. Nhà khách rồi. Hoặc là cũng có thể là kiểu xây lên xong rồi. Không biết là hay là của nhà dân, xây theo trường phái dân gian quá nhỉ. Dân gian quan tham. Đây. Cái nơi ở sao? Đây này còn cái chòi này nữa này. Có phù hợp cho hộ gia đình đến đây, nhưng mà không biết là nếu mà mọi người đến đây thì các cái việc mà mọi người ở với các thứ gì ở đây qua đêm hoặc là thế nọ thế kia thì mọi người phải hỏi nhà chùa nhá. Đây tôi cũng chỉ ấy thôi. Cái Thủy nó bảo là Thủy với thằng Khang nó bảo là ăn được con ăn được món chay, với con Thủy nó định ở lại để ăn chay nhưng mà chưa đóng góp được gì, chưa gì đã xin bữa cơm. Ăn quả bồ quân là đã thấy ngại lắm rồi, hiểu lại rất nhiều. Đường rất đẹp. Đi xong rồi còn chỉ cả chúng cho chúng nó là cái gương cầu lồi mấy các thứ này. Bọn trẻ con nhà tôi ấy. Mệt hết người. Đây như kiểu là cái nhà để các bạn đến đây xong rồi ngủ qua đêm ấy. Mà đẹp hơn cả khách sạn, à đẹp hơn cả nhà nghỉ. Chắc là để cho các bạn, các Phật tử người ta từ xa đến là người ta đăng ký. Còn lúc nãy ông gì ông bảo là sao chùa Ba Vàng vắng thế thì tôi không biết. Tại vì có thể mình có đi thường xuyên đâu, đây mới là lần đầu. Còn ở trên mạng thì các bạn thấy là người ta quay chụp lên video rất là đông, thì người ta lúc ấy quay ở trên chánh điện này. Mới bao giờ cũng thế, cái mà người ta làm truyền thông thì người ta trả cho các bạn cái hình ảnh đẹp nhất. Còn cái bên chống phá thì người ta nêu ra những cái xấu nhất, xong hai bên lại cãi nhau. Chứ còn những cái cảnh bình thường như này hoặc là cái không gian bình thường như này làm gì các bạn thấy ở trên mạng, ngoài trừ tôi ra. Còn con người của chúng ta nếu mà bên chống đối thì người ta hay tìm cái điểm xấu nhất. Các cái điểm xấu, các điểm đẹp thì người ta sẽ không nói đâu. Hoặc là những cái mà như thế này người ta sẽ không nói đâu. Bên này rác giữa các thứ này. Cảm giác là đầu tiên như hôm nay ấy là tôi ít thấy cái hòm công đức mấy hòm công quả, kiểu cái nơi thu tiền của gấy ấy. Cái thứ hai nữa là thấy các mọi người ấy này buông khử khuẩn cái gì nhỉ, các cái người ta làm ở đây này toàn công quả, từ ông bảo vệ, bà nhặt lá nhặt nước các thứ, không gian thì hỏi bà này cũng là công quả lốt, chứ không phải là kiểu nhân viên được trả lương. Thứ hai đến kia lấy xe, đây là mai này có lẽ là mai yên tử không này. Đâu còn hỏi cái gì nữa không nhỉ? Chắc không hỏi gì đâu nhỉ. Nó quay sơ sơ cho mọi người như thế thì nói chung là con ở đây để bố lấy xe, xe bố để trên kia. Đây là chắc là các chị kiểu công quả công việc ấy, đến giờ người ta về. Về tại vì là cũng không có thời gian mà ở đây xong rồi ăn bữa cơm chay rồi nghỉ rồi thế nọ thế kia, tại vì chúng ta đều là người ở bên ngoài ấy. Bên ngoài xong rồi chúng ta còn con, còn vợ, còn chồng, còn thế nọ thế kia. Còn một cái tốp khác, ví dụ như là tốp này đi thì lại tốp rửa bát, tốp quét nhà, quét dọn dẹp các thứ nữa. Nhiều đấy. Đấy, cảm nhận sơ qua của tôi như thế. Còn mình nói là rất khách quan nhá. Đây cái cầu lúc nãy này này. Còn nếu mà có dịp thì mọi người đến. Xong rồi mọi người thường là phải đến thì mới đánh giá được. Chứ còn bản thân chúng ta toàn không có ai theo dõi, nhưng mà chúng ta hay đánh giá một người tầm triệu, triệu rưỡi người theo dõi thì xong rồi bắt người ta phải theo ý mình, xong rồi thế này thì không lên.
người ta làm 100 việc thì có một việc nói chung là bản thân người ta cũng không ấy mà nó có sai sót hoặc thế nọ thế kia thì... Đây hôm nay không có bảo vệ mới không có người ghi vé ở đây, là những cái hôm này là gọi là hôm ngoài luồng, hôm hôm không chính quy. Cả bãi bãi dưới thì rất nhiều xe, bãi này có mỗi mình xe thôi. Cơn mưa đây này, còn 100 cây số nữa để về Hưng Yên các ông ạ. Từ đây về Hưng Yên còn 100 cây, đi mất đâu đó khoảng tầm 3 cây, 4 cây nữa. Khá đẹp, khá đẹp và rất là, nói chung là địa điểm cũng nên đến của các bạn, không những là Phật tử. Đây còn bãi giữ xe phía dưới đây này, rất rộng để cho mọi người đỗ xe. Thôi cảm ơn mọi người ở video này nhá, xuống đây về đây.